Còn ở đây quay lại câu chuyện là mình có nhiều sản phẩm thì mình phải test xem cái nhu cầu nào là cái nhu cầu mình nên tập trung. Máy in bán được à? Hay là camera bán được? Hay là máy tính bán được hơn? Thấy chưa? Còn cái dịch vụ là sửa chữa thì mình có nên chạy quảng cáo hay không, hay mình nên để nó làm cái dịch vụ để hậu cần đằng sau để bòn rút thêm tiền của anh em kiểu như thế, thì tốt nhất là chạy 3 page chứ không được gộp vào. Còn 3 sản phẩm mày đương nhiên chạy được online thoải mái, chạy được online thoải mái luôn. Chào thầy Hạnh nhé. Dạ vâng. Mình là một công ty bán lẻ. Vâng. Mình làm về máy tính, máy in, máy camera, nhưng mà mình chủ yếu là mình bán offline thôi. Đấy, bán online chưa, bán online chỉ là đăng Facebook lên những các thứ, xong rồi những ai mà quen biết mình thì họ hỏi mình thôi. Thì mình muốn Hạnh gợi ý cho mình xem là nếu bây giờ mình chuyển sang bán online chạy quảng cáo thì chạy theo mảng nào. Thế anh hiện tại đang bán những mảng nào? Chủ yếu là bán offline, có công ty, có cửa hàng ở mặt đường này. À, bán offline tức là bán sỉ, bán lẻ? Bán lẻ. Bán lẻ tức là em mua lẻ anh đến lắp. Đúng rồi. Ok. Anh bán camera với gì nữa nhỉ? Máy tính. Máy tính gì? Laptop, PC. Ok. Máy in và làm dịch vụ. Và làm dịch vụ. Bốn mảng. Dịch vụ là cái gì? Sửa chữa, đổ sửa mực chữa. Rồi thì là đổ mực, lắp đặt. Ok, thì cái trong phễu bán hàng thì cái sửa chữa đổ mực được gọi là sản phẩm tiêu hao. Nó là một cái sản phẩm giúp doanh nghiệp có tiền liên tục. Thì cái đấy có thể nếu muốn chạy quảng cáo thì nó sẽ là sản phẩm đầu phễu giá rẻ. Còn nếu không muốn chạy quảng cáo thì nó là một sản phẩm upsell. Ví dụ như mua máy in, giả sử anh chạy cái máy in và anh tặng một cái gói được gọi là cái gói thay mực miễn phí cho hai lần đầu tiên, thì cái lần số 3, số 4 thì công ty Hạnh rất dễ tìm đến anh. Bởi vì số điện thoại có trên máy in và đã được hai lần thay min rất là tận tình rồi, là Hạnh rất dễ có một cái trải nghiệm tốt và rất dễ sử dụng sản phẩm của anh. Thì từ lần số 3, số 4 hoặc thậm chí trong một năm thì anh sẽ ăn tiền từ cái máy in, từ cái việc là dịch vụ thay mực như thế. Anh hiểu anh em? Thì cái đầu tiên là mình có nhiều sản phẩm như thế thì đầu tiên nó giống như kiểu cái anh vừa lấy đấy, là chúng ta sẽ nên tách page ra. Máy in là một page, camera là một page và máy tính là một page. Thì em nghĩ là phần máy tính sẽ là thị trường vàng bởi vì nó nhiều lợi nhuận nhất. Nhưng mà đấy, cái này nó có một cái nhược điểm, đó chính là cái khoảng cách mình đi làm nó chỉ khoảng độ 20 km đến 30 km đổ lại thôi. Rồi đấy, nên là có nhiều người ví dụ như ở Hà Nội mà ví dụ như anh bảo là anh muốn mua một cái máy in xuống lắp đặt thì nó sẽ hơi khó. Thế bây giờ như này nhá, em sẽ chạy một quảng cáo là hướng dẫn tự lắp đặt máy in đơn giản tại nhà thông qua 5 bước. Bước 1 là đây các bác lắp như này. Bước 2 là các bác lắp như này. Bước 3 thì anh nghĩ em bán 8 tỷ một cái đèn thì nó có phải lắp không? Đèn xe máy đấy. Nó có phải tháo cái đầu đèn ra để lắp không? Thế anh nghĩ tại sao em bán được? Tại vì em hướng dẫn người ta làm. Làm video hướng dẫn từng bước. Thì thằng nào thích tự làm thì nó vẫn tự làm. Còn có những thằng không tự làm được thì nó ra quán. Thế bây giờ ví dụ như anh bảo là phạm vi là nó bị hạn chế đúng không? Thế bây giờ ngoài 2 km em có bốn cửa hàng khác liên kết với em. Em bán đơn cho nó lắp. Mày đến đây lắp, tao trả như này, xong. Hiểu không chưa? Thế là anh lại mở rộng được phạm vi. Hiểu rồi em? Thì lúc này đương nhiên nó phụ thuộc vào quá trình mà anh sử dụng mối quan hệ của mình như thế nào. Ok chưa? Hiện tại thì là bây giờ vẫn đang sử dụng theo kiểu như thế. Ví dụ như là có những người thân quen mà ở ngoài Hà Nội này thì là mình vẫn nhờ anh em ở gần là anh đến tạo xử ra lý. Cái nghề đấy có thể làm được online. Giả sử vào em dạy người ta làm cái nghề này để kiếm thêm thu nhập. Thế ví dụ có những thằng làm lái taxi, người tay trái là lái taxi, người tay phải lái taxi, nhưng hôm nay tắt app thì làm buy in cho anh. Được mà. Hiểu không? Như ngày xưa chúng ta làm có công ty là may là hay cho người ta cầm hàng về để đính cái hạt này vào cái áo, đâu cần phải làm ở công ty đâu, có thêm tiền. Thế là ban ngày tôi đi học, buổi tối tôi tính áo, kiếm thêm tiền, kiếm thêm thu nhập. Tức là một cái phụ nó tốt hơn. Thì mình hướng dẫn người ta làm cái đây, làm sao nó thật đơn giản. Còn ở đây quay lại câu chuyện là mình có nhiều sản phẩm thì mình phải test xem cái nhu cầu nào là cái nhu cầu mình nên tập trung. Máy in bán được à? Hay là camera bán được? Hay là máy tính bán được hơn? Thấy chưa?
còn cái dịch vụ là sửa chữa thì mình có nên chạy quảng cáo hay không, hay mình nên để nó làm cái dịch vụ để hậu cần đằng sau để bòn rút thêm tiền của anh em kiểu như thế, thì tốt nhất là chạy ba page chứ không được gộp vào. Còn ba sản phẩm này đương nhiên chạy được online thoải mái, chạy được online thoải mái luôn. Còn mình tại sao phải chạy cả ba, thì nó xem, em muốn xem là anh ấy phù hợp, duyên phận của mình phù hợp, mình chạy cái nào, mình thấy cái nào hiệu quả thì mình tăng nó lên. Đúng, mình thấy chạy cái nhiều, à, chạy nhiều cái mình thấy nào hiệu quả thì mình tập trung cái đấy làm mũi nhọn trong quảng cáo, còn những cái còn lại chỉ đơn giản là để áp sale thôi. Thế bây giờ ví dụ mình đến lắp trong cửa hàng người ta bảo ô thế anh có cái máy in để mà in đơn ra ấy chưa? Chưa đúng không? Xong rồi đến ô anh làm bán hàng online à? Ô có biết tại anh không? Biết. Ờ ừ, hai anh em mẹ đồng nghiệp à? Đồng môn à? Đồng môn. Ô thế có máy in chưa? Ô thế chưa có camera à? Hiểu không chưa? Thì rồi mình lại cấp cho họ à? Hiểu không chưa? Thì đấy là câu chuyện mà upsell nó khác. Đấy thì chắc chắn cái ngành này là làm được quảng cáo. Ngành này là làm được quảng cáo, cả ba ngành này làm được quảng cáo, nhưng mà mình mạnh cái gì thôi. Được chưa? Bây giờ mình cứ action là xong đấy mà. Bán hàng online không khác gì bán hàng offline, nó chỉ là mình làm trên online. Được chưa? Okay, mình okay. Mang lên online. Ok. Vậy thôi. Được chưa anh? Ok, rồi.